Chúng ta đang thấy phong thái khá ung dung và khá thoải mái của Nguyễn Anh Tuấn. Rất chính xác. Tôi vừa nói thì có lẽ là vẫn sẽ chém được. Vẫn sẽ chém được bi mục tiêu số 4. Phần nào đó chúng ta đã thấy là các tay cơ ở thế hệ sau đã bị ngợp trước áp lực quốc tế là như thế nào. Một cú đánh là chút nữa thì đã có một sự đen đủi dành cho Nguyễn Anh Tuấn, nhưng không sao, bảy đã rơi rồi. Tay trái của anh Tuấn là một đôi tay, là một cái tay rất là tuyệt vời. Và 10 rất cẩn thận để chỉ về lỗ 10, tỷ số sẽ được gỡ hòa một đều. Một chấm dọn bàn có thể nói là rất nhanh của Nguyễn Anh Tuấn. Chúng ta sẽ cùng xem khả năng giải quyết tình huống của Kazakis. Hình bi lúc này đã thoáng, ngoại trừ bi mục tiêu số 3. Và vị trí cái ở một nơi khác là điều mà Kazakis đang hướng tới. Phá luôn, như vậy là muốn phá luôn. Quá hay. Rơi luôn 3 thì đẹp, nhưng 3 lại không rơi. Bi mục tiêu đầu tiên dành cho Kazakis. Rất chính xác trong việc cả ăn một và điều hai luôn. Khá khó khăn với quyết định của Kazakis. Đó là một tình huống mà có lẽ Kazakis sẽ chủ đích chạy đạn 6 đít 8 khi mà đã ăn được bi mục tiêu số 3. Chắc chỉ cho vui thôi chứ góc quan sát này mà vẫn còn đường cân 4 lỗ 10 à. Đó là một sự va chạm và tôi nhìn cái đường là không còn Kazakis nào tránh ra nào. Kazakis sao thất vọng thế nhỉ? Một phong cách có thể nói là rất bad boy của Nguyễn Anh Tuấn. Lạnh lùng, cá tính. Và đây sẽ là bi mục tiêu cuối cùng dành cho Nguyễn Anh Tuấn. Vẫn rơi, bi mục tiêu số 3 vẫn rơi. Của Nguyễn Anh Tuấn. Rất ngọt ngào và rất mượt mà. Ok. Khá uy tín đến từ vị trí của Nguyễn Anh Tuấn rồi. Rất kỹ thuật trong tình huống điều bi vừa rồi khi mà 7 không có một cái má đẹp nhất. Ta chưa thấy. Oh! Rất đen cho Nguyễn Anh Tuấn. Rất khó cho cú nhảy này của Nguyễn Anh Tuấn. Không thành công mất rồi. Sau đó là cú bắn tốt của cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn về con bi mục tiêu số 2. Và cơ hội để dọn bàn bắt đầu mở ra rồi. Chúng ta thấy rằng là đó là một tình huống gọi bi tốt của cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn để tiếp tục cái quyền bắn của mình. Nhưng sau đó thì cơ thủ người Việt Nam lại rất vô tình để bỏ lỡ cơ hội ở con bi mục tiêu số 5. Đã đưa ra cái thước đo cho mình rồi.
nắm cũng đã tương đối cẩn thận để xem cú bắn này nào. Và thậm chí đó là một cú bắn còn không hợp lệ tới từ cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn. Đó là cú bắn lỗi. Suýt chút nữa thì đã có một tình huống sút tê chính xác tới từ cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Đó là một tình huống thực hiện cú cộng bi của cầu thủ Alex Kazakis. Cộng cho mình thành công con bi mục tiêu số 7. Các bi đều đang đứng ở một vị trí không quá khó. Rất chính xác. Bây giờ để xem cái quyết định của cầu thủ Alex Kazakis sẽ đưa ra cái cú bắn của mình như thế nào mà thôi. Đó, một cú bắn sẽ phải cắt khá là mỏng nhưng vẫn điều được cái thành công tới từ Alex Kazakis để hướng tới con bi mục tiêu số 5. Xử lý rất tốt. Quyết định thực hiện một cú đánh an toàn của Alex Kazakis. Và vào cái hình bi này thì sẽ tiếp tục là thực hiện cú sút tê của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Và đơn giản chỉ là một cú sút tê hợp lệ vào con bi mục tiêu số 1 mà thôi. Chính xác với con bi số 3, cú ra gậy có thể nói là khá nét. Vẫn sẽ quyết định là hướng về lỗ tít bên dưới. Chờ xem cái quyết định của cầu thủ người Hy Lạp. Và với góc nhìn vừa rồi thì vẫn có đường vào lỗ 10. Vâng ạ, cái góc nhìn của tôi cũng nhìn không rõ một chút xíu. Nghĩ rằng là con bi số 9 đã nằm côn băng trong tình huống đó rồi. Vẫn có đường vào lỗ 10 để thực hiện cú đánh tới từ Alex Kazakis. Tiếp tục thực hiện cú sút tê của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Vậy là quyết định thực hiện một cú sút tê A băng, gọi cho mình cái phía lỗ tít tay phải phía dưới. Nhưng sẽ chỉ là một cú sút tê hợp lệ mà thôi. Và cơ hội tiếp tục lại được để mở ra dành cho Alex Kazakis thêm một lần nữa. Ăn được cho mình con bi mục tiêu số 2 rồi, nhưng bi cái đang đứng ở một vị trí tương đối khó. Đứng sát với cả con bi số 4. Quyết định A băng. Và đó là một tình huống A băng lỗi. Được xử lý một cách cực kỳ nhanh gọn. Bi mục tiêu cuối cùng để khép lại rắc thi đấu thứ 9. Quyết định cân bi tới từ Alex Kazakis nhưng không thành công. Anh đã gọi cho mình lỗ 10 bên phía đối diện rồi. Và đó là một tình huống cân bi thành công của cầu thủ người Việt Nam, rất tuyệt vời. Và đang mở ra cơ hội để có thể dọn bàn cho cầu thủ người Việt Nam. Cơ hội đang được mở ra, ba bi mục tiêu cuối cùng nữa mà thôi. Xử lý chính xác với con bi số 2. Cầu tay vẫn phải đặt xa. Tư thế đứng cũng không thực sự quá thoải mái lắm.
Rất may là không đếm giờ nha. Sẽ vẫn thực hiện được cú đánh. Wow, rất chính xác tới từ Alex Kazakis. Bốn bi mục tiêu cuối cùng nữa mà thôi, bây giờ sẽ là ba. Chiến thắng đang ở rất gần tầm tay của cầu thủ người Hy Lạp Alex Kazakis rồi. Không có một chút nóng vội nào cả tới từ Alex Kazakis. Nhưng vẫn ngắm rất là kỹ trước khi vào bộ rồi ra gậy. Thậm chí rằng là vào bộ rồi vẫn còn đứng lên ngắm thêm một lần nữa. Và sẽ ngắm làm sao để có thể điều cái đi một cách hợp lý nhất mà thôi. Và không có sai lầm của cầu thủ người Hy Lạp, trừ khi con cái này rơi xuống lỗ. Nhưng không có điều đấy xảy ra rồi. Tỷ số tổng chung cuộc sẽ là 8-3 dành cho cầu thủ Alex Kazakis.